Tối ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức triển lãm các tác phẩm sáng tạo của sinh viên tại cà phê Luzin, đường Đồng Khởi. Đây là lần đầu tiên trường mang triển lãm này ra tổ chức bên ngoài khuôn viên của nhà trường. Canvas triển lãm sáng tạo của sinh viên do khoa truyền thông và thiết kế, trường Đại học RMIT Việt Nam tổ chức. Năm nay triển lãm diễn ra tại cà phê Luzin trên đường Đồng Khởi. Đây là lần đầu tiên Canvas được tổ chức ngoài trường học. Mục đích là để mang những tác phẩm sáng tạo đến gần công chúng hơn trong một không gian truyền cảm hứng cho thiết kế và phong cách sống Việt hiện đại ngay tại Sài Gòn. Chúng tôi muốn mang triển lãm này đến gần hơn với công chúng và đặc biệt là những chuyên gia, những người trong lĩnh vực thời trang, thiết kế, kiến trúc, làm phim v.v. Một phần để giúp cho các tác phẩm của sinh viên được biết đến nhiều hơn và biết đâu các em có thể dễ dàng tìm được việc làm thông qua triển lãm này. Sinh viên trường tỏ ra khá hào hứng với ý tưởng mang triển lãm tổ chức bên ngoài khuôn viên của nhà trường. Thật ra thì ở trường em mỗi năm thì sẽ có một cái đợt triển lãm. Thì nếu mà bài của học sinh mà được triển lãm ở đấy thì rất là vinh dự rồi, nhưng mà lần này nó public hơn, nó giúp mọi người biết nhiều hơn đến sinh viên của trường RMIT cũng như là sinh viên design của trường. Thì em rất là vui và càng vui hơn nữa khi mà tới đây thì thấy bài mình ở trên poster. Canvas là buổi triển lãm hơn 40 tác phẩm sáng tạo bao gồm thời trang, nhiếp ảnh, nghệ thuật ghép chữ, thực tế ảo, kiến trúc, video thực nghiệm và thiết kế ấn phẩm của sinh viên khoa truyền thông và thiết kế của trường Đại học RMIT Việt Nam. Triển lãm kéo dài từ ngày 29 tháng 9 tới ngày 29 tháng 10 và sẽ mở cửa miễn phí.